Ở vùng nếp nổi tiếng của Long An, yếu tố dinh dưỡng nào quyết định năng suất chất lượng cây lúa nếp? Bà con cần chú ý điều gì trong canh tác? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 9 tháng 4 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ.